chuyền không? Ra đây anh cho lên chuyền đi nào. Cam ơi, nhìn kìa. Có cái gì ở trên cái lưới kia kìa. Có nhìn thấy không? Bọn mình vào thử lên xem nó là cái gì đi. Đây này, có cái gì nó mắc ở trong cái lưới này này cậu ơi. Một cái hộp. Nhưng mà nhìn này, bên ngoài có hình một con khủng long bạo chúa. Một con khủng long bạo chúa. Ồ, hình như đây là cái gì của con khủng long ấy. Để tớ xem nào. Một quả trứng khủng long cậu ơi. Nhìn này, trứng khủng long to khổng lồ. Hay là đi tớ mổ quả trứng này ra đi. Đúng rồi đấy. Hay là bây giờ mình mở ra xem bên trong quả trứng này nó là loài khủng long gì. Khủng long ăn thịt hay là khủng long ăn cỏ. Nhím ơi, nhưng mà tớ sợ mở quả trứng này ra, những con khủng long con trong quả trứng này sẽ chạy đi mất. Cho nên là chúng mình phải tìm chỗ nào kín đáo để mở thôi cậu ơi. Em nhìn ra một cái hang kìa. Một cái hang ở giữa biển thế này à? Cái hang này vừa đủ cho 3 người luôn cậu ơi. Cái hang này ở bên dưới vách núi này các cậu ơi. Nếu mà những con khủng long ấy mà có chạy ra ngoài này, chúng cũng không thể chạy đi được. Bởi vì vách núi cao như này làm sao mới leo lên được. Còn nếu mà chạy ra ngoài kia thì đã biển rồi. Đúng rồi đấy, chỗ này là chỗ lý tưởng để chúng mình mở quả trứng khủng long này rồi. Bây giờ em Cang đâu? Chui vào hang trước đi nào. Nào, ngồi vào trong chỗ này. Để em vừa đây. Thế để anh ngồi vào trong này. Bây giờ để tớ thử mở cái hộp này ra xem quả trứng khủng long này có những cái gì nhá. Wow, mở ra đã thấy mô hình của những con khủng long có cánh và khủng long đầu dài rồi các cậu ơi. Wow, nhìn quả trứng này đẹp chưa các cậu ơi. Phía trước này có mặt của một con khủng long bạo chúa, còn phía bên hông này lại có một cánh tay nhỏ, một cái bàn chân, bàn chân hay bàn tay ấy, cậu ơi. Nó còn có thể rung được này. Bây giờ để tớ thử mở quả trứng này ra nhá, xem bên trong quả trứng này có cái gì. Mở thế nào vậy nhỉ? Xoay bàn tay này ra đúng không? Xoay cái bàn tay nhá. À, bàn tay này như một chiếc chìa khóa vậy cậu ạ. Đâu? Sao cậu xoay mãi mà không mở được đâu? Không phải là xoay bàn tay ra là mở được ạ các cậu ơi. Thế mở quả trứng này như thế nào vậy nhỉ? Đây, em mở cho. À, em đang biết mở à. Em đang mở chị xem nào. Ôi giời, em Cam cũng lại xoay như thế à? Thì không ra được đâu. Đến được anh xem nào. Cái này á, đơn giản. Here we go. Mình cứ cậy nó ra thôi. Ai ôi mà. Đâu, cậy thế nào cơ? Là anh nhìn thế nào? Cam cũng ra biết mở. Đâu, cậu mở kiểu gì đấy? Làm gì vậy? Wow, thấy chưa? Chỗ này nó là một cái công tắc này, mình phải ấn nó vào thì là nó mới mở được ra. À, ấn cái công tắc ấy xuống đúng không? Ấn cái chân ấy xuống các cậu ạ. Thì sẽ mở được quả trứng nhỏ xinh này ra. Thế này là một cái gì đây? Nhưng mà trong quả trứng này kỳ lạ thật. Bên trong có bao nhiêu lớp luôn. Ồ, bao nhiêu cái thứ gì ấy? Chứ không phải là khủng long. Khủng long đây cơ, khủng long em Cam đang cầm rồi. Đây là hai con khủng long này, một khủng long bạo chúa ăn thịt này và một con khủng long dạng thằn lằn cậu ơi. Để hai. Còn đây trông giống như một cái cầu trượt vậy các cậu ạ. Bây giờ hai chị em mình thử bóc cái túi này ra xem bên trong nó là cái gì đi. Cái đấy là cái gì? Một các cái thanh chuột màu xanh các cậu ơi. Nhìn như là cái cầu trượt ý. À, đây cũng là cầu trượt à. Một cái cầu trượt màu vàng và màu xanh lá cây. Cầu trượt này hình như lắp lên trên này hay sao các cậu ạ? Nối liền với cái này này. Đây, đúng rồi, nối ở đây hay sao này. Để chị thử nối nhá. Có nối được không? Đây, ghép cái thanh trượt này vào đây các cậu ơi. Đây này, nó có cái chỗ lắp đây này. Đây, phải không nhỉ? Đúng rồi. Đây. À,
nó phải có hai cái lỗ đấy, mày hai cái lồi ra cơ kìa, ấn vào đấy. Mimi thử xếp hình ý các cậu ạ. Rồi, như kiểu trò chơi xếp hình ấy. Tiếp tục là cái ván trượt màu vàng này nữa, lắp vào đây. Đấy, được chưa cậu? Rồi, tiếp tục là cái ván trượt này nữa. Cái này lắp vào đâu vậy nhỉ? À đây đây đây, vào đây. Rồi, một cái cầu trượt luôn. Một cái cầu trượt siêu dài luôn này. Tiếp đến là cái gì đây? Nhìn cái mô hình này các cậu có liên tưởng tới cái gì không? Để tôi thử bóc ra nhá, cho các bạn mình, cho các bạn nhà mình cùng xem. Đèn tên 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 tên, nhìn như là một ngọn núi lửa vậy. Đây, núi lửa phun trào này, sẽ để vào đây này. Thế còn ở đây lại còn đi kèm với cả một cái ống. Cái đấy như kiểu là cái để hút nước ấy cậu ơi. Hút nước để cho vào núi lửa này, để núi lửa này phun trào lên đúng không? Thế đi đây, để tớ ra biển, tớ lấy nước cho. A few moments later. Đây này các cậu ơi, nước tớ lấy đây rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào đây có đúng không? Đúng rồi. Sẽ cho nhỏ vào đây này. Đấy, ấn cái nút này. Lưới lửa đang phun trào rồi kìa. Còn những cái thân này để nó đâu vậy? À đưa chị xem nào. Dinosaurus này, tức là công viên khủng long đấy. Hình như là đây sẽ lắp vào đây này. Cái biển này sẽ lắp vào đây. Cái này để trang trí. Đấy. Còn cái này chính là cái cổng để lắp vào đây. Đấy. Cổng kiểu như là đường đua ấy cô ạ. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy. Còn gì nữa không em Cam? Còn cái này là biển hiệu khủng long này. Start go này, là chuẩn bị đi này. Cho vào đây. Đấy, đây là biển xuất phát đấy. Còn gì nữa không em Cam? À, còn một cái này à. Ký hiệu những quả trứng khủng long. Ổ trứng khủng long. Đây này, tớ nhìn thấy có ổ trứng khủng long này. À, thế thì chúng mình sẽ để bên dưới này. Đây, ổ trứng khủng long đây đúng không? Đúng đây, rồi. Một quả trứng khủng long này. Sau đó là bên cạnh quả trứng này sẽ có các cái cây xương rồng nữa. Để các cây xương rồng vào đây. Đấy, đúng rồi. Những con khủng long này sẽ đứng vào đây để chuẩn bị thi đấu nào. Đấy, ở đây cũng sẽ có một con khủng long đứng vào đây. Ở đây vẫn còn hai con khủng long nữa này. Một con khủng long bay và một con khủng long ăn cỏ các cậu ơi. Đây, con khủng long bay này, tớ sẽ cho nó bay ở trên bầu trời này nhá. Còn con khủng long ăn cỏ cổ dài, cho nó đứng cạnh núi lửa nhìn lên. Đấy. Một cái cây nữa cho vào đây. À đây, cây, cây là phải cho vào đây. Con khủng long là đứng gọn ra nha. Cái này cũng là cái cây à. Một cái cây nữa cho vào đây cậu ơi. Nè, cho vào đây. Ở bên đường sẽ có cây xanh. Cầu trượt thì không thể nào thiếu hàng rào để bảo vệ được các cậu ạ. Em Cam hãy đưa chị hai cái hàng rào nào. Đấy, đây chính là hàng rào này để cắm vào đây để bảo vệ cái cầu này. Đấy. Xe nào có nó thể bị rơi. Đúng rồi, rơi ra ngoài được. Nếu mà đi nhanh quá cũng không bị rơi. Còn đây chính là một chiếc lan can chắn ở đây. Đấy. Còn đây chính là hai chiếc xe khủng long sẽ thi đấu với nhau. Một chiếc xe hình đầu của một con khủng long ăn cỏ ba sừng đúng không? Đúng rồi. Còn đây là một chiếc xe có hình đầu của một con khủng long ăn thịt. Khủng long bạo chúa đấy. Chúng mình sẽ để chiếc xe xuống vào đây nha. Đâu, sao xe này không đi nhỉ? Sao sao đấy nè. Start. Đi 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 đi. Nó đi quá là xa luôn. Tiếp tục, một chiếc xe khủng long ăn cỏ đi xuống nào. Beep. Hóa ra đây chính là một quả trứng đường đua khủng long các cậu ạ. Nhìn này, khi mà chúng tớ lắp ghép lên xong, trông có đẹp không? Quá đẹp luôn. Cho em đua xe khủng long nào. Thế thì bây giờ chị với cả em Cam sẽ thi đấu cùng nhau nhá. Có hai chiếc xe này, em Cam sẽ chọn chiếc xe nào? À, em Cam chọn một chiếc xe khủng long ăn thịt. Bây giờ chị với em Cam sẽ thi với nhau nhá, thi xem chiếc xe nào chạy nhanh nhất. Rồi, bây giờ chị sẽ đứng đằng sau chiếc xe của em Cam nhá. Em Cam đẩy chiếc xe của mình xuống đi. Ui, nhanh quá. Em Cam ngã rồi, bây giờ đến lượt chị nhá. Thi xem chiếc xe nào phi xuống nhanh nhưng mà không được ngã cơ. Đúng rồi. Thế này chiếc xe giành chiến thắng. Vin, vin, vin. Ôi, xe của bạn Cam cũng ngã rồi, lượt thi đấu thứ hai. Em Cam ra trước đi. Chị xuống không hề bị ngã luôn. Oh, xe của em Cam bị ngã rồi. Yahoo! À, lượt thi đấu thứ ba, chiếc xe của em Cam không hề bị ngã luôn. Tiếp tục của chị nha. Nhìn, ôi
của em Cam bị ngã rồi. Sau 3 lượt thi đấu, tớ có thể khẳng định rằng cái con khủng long ba sừng này nó đi vững chắc hơn là cái con khủng long bạo chúa. Con khủng long bạo chúa toàn bị ngã thôi, còn con khủng long ba sừng 2 lần không bị ngã liền.